Ok, hôm nay thì mình sẽ anh em hãy theo mình đi để làm một cái video xúc đất lên xe ô tô và chở vào phía bên trong trường mầm non này để đổ nhá. Nhưng bây giờ thì mình sẽ lên để mình xúc xe trước, xong sau đó là đi xuống quay ở cái đầu đổ cho anh em xem. Hôm nay thì nó ở gần như này, chỉ có một vịnh máy của mình với lại chức năng chạy thôi. Lên xúc, đây là một cái máy của trường mầm non, cách đây khoảng độ 4 năm thì 4-5 hôm thì mình có một cái video đó là đào cái đường dầm cũng như là lấy mặt bằng ở phía trong cái móng ấy kìa. Thì anh em chờ mình book cái xe này xong thì mình sẽ đi vào trong đó mình quay cho anh em xem nhá. Hôm nay thì là nó còn ít cho nên là chỉ có một máy một xe thôi. Đấy. Bây giờ ở video này thì mình sẽ làm để xúc đất lên xe. Còn video sau thì mình sẽ đi vào đó để mình san các bác nhá. Thì vừa rồi thì là công trình nó bị nhỡ một cái là nó có một cái bể phốt cho nên là người ta chưa đào được. Thì bây giờ là người ta mới đào xong thì mình lại tiếp tục để cho đất vào lấp đốt để người ta đập, người ta đổ răng, đổ dầm. Cái này thì nói chung là đất nó cũng còn khá là nhiều cho nên mình cứ xúc làm sao cho nó nhanh thôi, chứ cũng không cần thiết là phải làm bệ làm biết gì đâu. Đây là cục đá nó mắc vào cái răng cầu này. Chỗ nào đất tơi vào trong kia làm cho nó dễ. Mình đang thích những cái đất bột bột như thế này, vào đấy san cái đường dầm dí nó rất là mượt luôn. Đi vào kia để chúng ấy sửa cái phần đường người ta không đổ lấn được. Xe ô tô một cầu đổ lấn nó hơi khó. Bên này đất cũng là đất tươi rồi. Chung là cứ đất tươi như này xúc thì rất là nhàn. Một máy một xe nên là cứ túc tắc mà xúc thôi. Không cần thiết là phải nhanh. Hôm trước thì có cả xe anh Sơn, nhưng hôm trước thì đất nó nhiều hơn. Đất nó phải đổ, mình phải quăng. Đây, khả năng kéo lại phải chuẩn bị vào phải san rồi. Đây, có một cái máy đầm nó đang đầm đây rồi. Chú Tuấn chú ấy đang đầm ở đây rồi. Đấy, đầm xung quanh những cái đầu cột đấy anh em nhá. Những cái đầu cột này mình sẽ đầm để nó lún hết xuống, không có là nó bị ấy quá, cao quá. Đây, còn về phần ô tô thì nó sẽ đổ sang cái phần này. Sau này mình sẽ san một cái đường dầm vào đây. Cái này có thể là 1-2 chuyến nữa. Mình sẽ đến để mình san qua cái này xong cho xe nó đổ vào, cho nó được sâu hơn một chút. Đây, hôm trước thì người ta làm cái bể phốt này các bác này. Đấy, bể phốt khá là to. Đấy, người ta đã làm thành 3 ngăn. Những cái ô này là đốt sáng mình có lên cái chỗ này để mình ấy san qua cái đất này, nhưng mà coi như là đã xong rồi. Đến bây giờ thì chờ cái xe đến để đổ đất này, thì xe nó đến thì mình tranh thủ mình đi ra để mình đổ đất luôn. Thế lát nữa thì vào đây san ở đây. Lưu xe không vào đây đi, cho nó có lốt đi. Lưu xe không vào, bảo lùi cái xe không vào cho nó có lốt đi, thế này tí lên nó đách được. Bảo lùi cái xe không vào cho nó có lốt đi, tí nữa lên nó đách được. Đó, đi lùi để cho nó có lốt đi. Mình sẽ đi ra để xúc tiếp các bác nhá. Ở video sau thì mình sẽ làm cái video để ra đó để san hoàn thiện nốt, nhưng mà ở video này thì mình xúc như thế này thì chắc là nó cũng rơi vào khoảng
hơn chục xe đấy, chắc phải hơn chục xe thì nó mới ổn ổn được cái chỗ đó.
bật lên thì nó nóng ấy nha mà. Như vậy mình phải bật lên. Được là đi rồi. Năng này này vội thế. Hết chỗ đổ đất rồi các bác nhá. Khả năng là múc xong xe này là mình sẽ vào mình ủi qua đi. Ủi qua một cái đường để cho chú Năng chú ấy đổ sát vào cái chỗ hố bể phốt kia. Không có là đổ như kia thì nó quăng là cũng hơi mệt, nó đi ra hơi xa. Chú Năng chú đang đổ lấn. Kìa chú lấn nó mới ít rồi. Xe ô tô này chắc nó mang vật liệu hay là mang cái gì vào đây đây. Vẫn thiếu. Bây giờ để cháu vào cháu ủi ra cho đã, ủi ra bớt đi, không đổ thì.
chuyến này đi luôn đâu mà. Đi luôn đâu mà, chú đổ luôn vào cái chỗ 7 phút đi cũng được. Chỗ này không có tí đá nào luôn. Xúc cái này nó rất là nhanh, không bị vướng. Đống ấy đổ đây nhá. Đi lùi xuống lên cái đống ấy đổ đây nhá. Lùi vào mấy cái đống này. Ok. Bây giờ mình lại tiếp tục đi là bay đâu. Bay thì đến khoảng 5-6 xe nữa. 4-5 xe nữa.
luôn cái này nữa. Nào có cái cục móng to quá thì mình sẽ gãy nó đi. Chung là những cái đá đá này thì lát mình sẽ lấp nó đi được, cho nó xuống dưới được. Video này của mình cũng khá là dài rồi. Mình xin kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau nhé. Chúc mọi người có ngày làm việc hiệu quả. Video sau thì mình sẽ đi vào phía bên trong kia để mình san ở phía trong nó cho nó toàn cảnh nhé. Ok, tạm biệt, chào tạm biệt.